Số 789, Kinh Kim Cang Định Du Già Niệm Châu. Lược rút ra từ trong 10 vạn bài kệ tụng rộng lớn, Hán dịch đời Đường, Tam Tạng Sa Môn Bất Không. Bây giờ Đức Thích Tôn bảo Thích Tôn Tỳ Lô Na Na Kim Bảo Bảo Kim Cang Thủ: Lành thay, lành thay, ông vì các Bồ Tát tu hành cho ngôn, nói về các nghi quỷ, vì thương xót các hữu tình đời vị lai nên thuyết giảng về công đức thù thắng của việc lần chuỗi hạt. Do nghe được ý nghĩa sâu xa như vậy nên họ mau lên tất địa, khế Bồ Tát Kim Cang tác đỏa bạch Phật: Cúi xin Thế Tôn, hôm nay con sẽ xin nói về việc đó. Và Bồ Tát Kim Cang tác đỏa nói kệ chuỗi nêu thắng quả của Bồ Tát: Lỗ xuyên qua diệt trừ các lậu, sợi dây sau tiêu biểu Quán Âm, hạt cái tiêu biểu Vô Lượng Thọ, không được lần quá tội vượt pháp, đều do chứa công đức niệm chuỗi. Niệm chuỗi xa cừ phước gấp một, niệm chuỗi mộc hoàng phước gấp hai, niệm chuỗi bằng sắc phước gấp ba, niệm chuỗi đồng đó phước gấp bốn, thủy tinh trân châu và các báu, niệm những chuỗi này phước gấp trăm, hạt đế thích công đức gấp ngàn, chuỗi hạt kim cang phước câu chi, chuỗi hạt sen phước ngàn câu chi, chuỗi hạt bồ đề vô số phước. Phật bộ niệm chuỗi hạt bồ đề, kim cang bộ niệm hạt kim cang, bảo bộ niệm bằng các hạt báu, liên hoa bộ dùng chuỗi hạt sen, trong yết ma bộ thì niệm chuỗi sâu sen tạp tất cả các hạt. Niệm chuỗi phân biệt có bốn loại: thượng phẩm, tối thắng và trung hạ. 1080 là bậc thượng, 108 là tối thắng, 54 hạt là bậc trung, 27 thuộc về bậc hạ. Hai tay cầm chuỗi để ngang ngực, thiền quán lìa niệm tâm chuyên chú, bổn tôn vô già hiện trong tâm, thành tựu dung thâu sự già lý, để trên búi tóc hoặc bên mình, đeo ở cổ tay, đeo ở cổ hay nơi cổ tay, nói năng luận bàn thành tụng niệm, đem việc tụng niệm tịnh ba nghiệp, trên búi tóc sạch tội vô gián, mang nơi cổ sạch tội tứ trọng, đeo ở cổ tay trừ các tội. Người nào hành trì mau thanh tịnh, ai tu Đà Đa Ni chân ngôn, niệm tên Như Lai và Bồ Tát, sẽ được vô lượng công đức tốt, thắng nguyện nay cầu được thành tựu. Phép niệm chuỗi gia trì thông suốt như kinh Tố Tất Địa thuyết giảng. Kinh Du Già này chỉ nói nghĩa lý sâu xa công năng của nó, không nói sự nhận biết tương ưng.